Kính chào quý vị và các bạn. Giá thịt lợn hơi tại khu vực miền Trung và miền Nam đang tiếp tục giảm sâu do sức tiêu thụ giảm mạnh, đặc biệt là lượng tiêu thụ của các bếp ăn tập thể. Người tiêu dùng ngại ra đường trong mùa dịch, thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng được dịp tăng trưởng mạnh. Bảo hiểm sẽ chi trả như thế nào cho các trường hợp liên quan đến dịch Corona? Xuất khẩu sang Trung Quốc có thể giảm một nửa vì dịch Corona sẽ là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong 5 phút của chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo các thương lái, nguồn cung cấp heo hơi hiện rất dồi dào, nhưng lượng heo về chợ lại giảm mạnh do sức tiêu thụ nên thị trường sụt giảm. Hiện giá heo màng loại 1 tại chợ đầu mối Hóc Môn chỉ còn khoảng 100.000 đồng 1 kg, loại 2 còn 90.000 đồng 1 kg, giảm đến 10.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đồng loạt giảm hơn 10.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 2.000 đến 4.000 đồng 1 kg. So với vài ngày trước, các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn đều nhận xét nếu tình hình dịch bệnh virus corona vẫn tiếp diễn thì giá heo trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm sâu do học sinh phải tiếp tục nghỉ học, chưa kể nhiều nhà máy xí nghiệp cũng chưa hoạt động 100% sau kỳ nghỉ Tết, khiến lượng tiêu thụ của các bếp ăn tập thể giảm mạnh. Tổng cục trưởng quản lý thị trường cho biết đang có dấu hiệu một số người lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để thu gom dụng cụ y tế kém chất lượng như khẩu trang y tế dùng một lần và bán ra thị trường. Chỉ một tuần qua, đơn vị này đã kiểm tra và xử phạt 3.000 vụ việc, qua đó đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng dịch bệnh khan hiếm khẩu trang đi thu gom các khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái chế bán ra thị trường. Đặt hàng trực tuyến, phục vụ tại nhà là những dịch vụ đang lên ngôi trong những ngày gần đây do người tiêu dùng ngại ra đường trong mùa dịch. Các sàn thương mại điện tử ghi nhận lượng giao dịch tăng đột biến từ năm thậm chí 10 lần cho các mặt hàng thiết yếu, ngay cả vào những ngành hàng thông thường khác cũng đang ghi nhận sức mua tăng bất thường, cùng với đó các dịch vụ giao hàng cũng đắt khách nhiều hơn so với bình thường. Quyền lợi bảo hiểm luôn là vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm, nhất là khi dịch bệnh do chủng mới của virus corona xuất hiện tại Việt Nam. Với những bệnh nhân ở diện nghi ngờ nhiễm bệnh cần cách ly giám sát, khi kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế. Bệnh nhân dương tính với virus corona sẽ được điều trị miễn phí. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Với các loại bảo hiểm tự nguyện khác, một số hãng bảo hiểm cho biết toàn bộ các trường hợp được cách ly điều trị tại bệnh viện do nghi ngờ nhiễm virus corona được xem là điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm tương ứng. Báo cáo đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đối với kinh tế xã hội Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, mức ảnh hưởng không hề nhẹ. Cụ thể về xuất khẩu nếu dịch corona kết thúc cuối quý 1 năm 2020 Ước tính kim ngạch xuất khẩu quý đầu năm đạt 46,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 25%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu quý đầu năm ước tính đạt 50 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, riêng thị trường Trung Quốc giảm 12%. Số liệu thực tế từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 1 năm 2020, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 2,75 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 35% so với tháng 12 năm 2019. Ngành du lịch Việt Nam ước tính sẽ phải chịu thiệt hại từ khoảng 6 đến 7,7 tỷ đô la Mỹ do ảnh hưởng của dịch bệnh trong 3 tháng tới. Dự kiến trong 3 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm 90 đến 100%, tương đương 1,7 đến 1,9 triệu lượt khách, với thị trường khách quốc tế còn lại giảm 50 đến 70%, tương đương 2 đến 2,8 triệu lượt. Đây là khoảng thời gian khó khăn với du lịch Việt Nam, tuy nhiên nhân cơ hội này có thể kiện toàn chất lượng điểm đến, tập trung đào tạo nhân lực, đặc biệt xây dựng môi trường du lịch văn hóa văn minh an toàn hơn. Theo đánh giá của JLL Tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư bất động sản trong khu vực. Tại Việt Nam, ngoài những dự án trung tâm thương mại độc lập, thị trường đang chứng kiến nguồn cung mặt bằng bán lẻ đáng kể từ loại hình khối đế thương mại tại các tòa nhà chung cư, nhu cầu thuê tốt đã đảm bảo cho hiệu suất hoạt động lạc quan cho các trung tâm thương mại, đặc biệt là các dự án tại khu vực trung tâm đắc điện. Thưa quý vị, Nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong 5 phút của chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.